Đòi nè, sao nè? Mấy đứa trẻ trâu á là nó cứ á. Hai cốc tan. Cũng là cái thái độ đó mà dịch lại nó là anh dễ thương với bây giờ anh chắc em ngồi kia uống nước mía đi. Trời ơi dễ thương quá, anh đùa thật là khéo đùa. Chị hiểu không? Ồ hề, hai đứa này nó chống hề ghê. Rồi nó tập dày đó, vô vô sao trời cười không? Ủa, em là diễn viên cười mà. Cười hả? Cười chết à? Cười cười. Cười chết rồi. Rồi đó rồi. Đang nói chắc có tiếng dưỡng tay rồi. Là tự ghép hết. Diễn nó chảnh cái lập. Lẹ cho tôi chảnh lắm á. Con thì sao? Trời ơi, Minh Quả quá à. Nét mà giận dỗi muốn bỏ đòn. Giận dỗi bỏ đòn coi. Diễn nét bị dông dựa rồi, trở lại nè. Dông dựa trở lại. Dông dựa quay trở lại rồi. Xin lỗi đòn. Xin lỗi đòn. Xin lỗi đòn. Dạ, xin lỗi đòn. Ủa sao cái dù lâu ra xinh sai vậy? Qua đây trò chuyện với Hữu Đằng. Ủa ở đây chạy vô thôi. Kính thưa quý vị các bạn, đây xe Hữu Đằng, xe thiệt của Hữu Đằng. Cái gì mày? Dạ dạ sư, con mượn. Dạ con mấy tuổi rồi? Dạ mày tự luôn á. Hớt 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 là sao? Đụng vô mà hớt cái tay là vậy sao? Kỳ thị hả? Kỳ thị hả? Người đen ha. Ngồi không? Thôi không, thôi không. 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 Quay. Rồi bây giờ tôi quay cho mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Bye.